Xin chào bà con nhé. Ngày hôm nay thì mình có dẫn một ông anh Việt. Anh Việt đến từ Phú Thọ. Anh Việt đến từ Phú Thọ. Anh Việt từ Phú Thọ vào đây để tham quan trại chó. Đây là trại chó cảnh Husky Quang Teo, Quang Kennel. Ở đây thì có rất là nhiều các giống chó, từ Sipa, Poodle, Pup. Và đây là bạn Khang. Bạn Khang đến từ Long An. Đấy. Đây là anh em học viên đang đỡ phối. Đây, mình đang thực hiện công tác đỡ phối cho các chú chó giống ở đây. Đấy, công tác đỡ phối này. Đấy. Anh em nào muốn đỡ phối thì qua đây học hỏi kinh nghiệm nhá. Các bạn Kogi. Đấy. Đây rất là nhiều dòng chó cảnh luôn cho các bạn có thể tham quan học hỏi. Xin chào ông chủ trại. Chủ trại hôm nay. Bà mới mời thoại không? Ơ trời chuyện. Ơ trời ơi, rực rỡ luôn nhá. Đây là Kogi. Hiện tại thì trại vừa được nới rộng thêm. Rất là nhiều chuồng. Phát triển rất là tốt nha. Đây là một trong những trang trại phát triển, tốc độ phát triển cực kỳ nhanh. Mới xây dựng được 2 năm thôi nhưng mà đã có rất rất là nhiều chó. Phát triển rất là nhanh. Đấy, kiếm tiền kinh khủng luôn. Mỗi một tháng thu nhập về vài trăm triệu là bình thường. Anh em muốn tham khảo một mô hình như thế này thì có thể inbox cho mình nhé. Bên mình sẽ hỗ trợ cho anh em. Quá trời chó. Cây cối đây thì cực kỳ mát mẻ luôn. Đấy, chó đẻ này, chó bầu này ha. Bên này là chó giống. Kính thưa các loại chó giống luôn. Anh Việt anh đang đi tham quan. Anh Việt sẽ đưa mô hình này về Phú Thọ anh Việt nhỉ. Hy vọng rằng miền Bắc mình sẽ có một mô hình nổi tiếng như khu vực miền Nam. Đây là dạy chó đẻ. Yên tĩnh nhé. Chó đẻ nó một không gian riêng. Mát mẻ, yên tĩnh. Đây là chó giống. Tụi này thì nuôi nhốt luôn anh ạ, không thả. Lâu lâu mới thả ra ngoài sân này cho nó chơi thôi. Không, chó này. Ưu tiên nhốt luôn. Ví dụ như có khi hai hôm ba hôm sẽ cho ra stress chạy một vòng không xong rồi vào. Đây vườn cây ăn trái mát mẻ. Đây là vườn cây ăn trái của ông ba. Cậu này về để phụ làm vườn, cuối cùng không có đam mê trồng cây, chuyển qua đam mê nuôi chó, thế là nuôi hết chó luôn. Tự khởi nghiệp luôn anh. Cậu ấy chưa có vợ luôn đấy, tự khởi nghiệp. Không xin gia đình một đồng nào luôn. Mà bị ngăn cản được cơ, bị ngăn cản, nhưng mà vượt qua được cái dư luận. Và tự mình lập nghiệp. Mỗi một tháng cậu ấy tiền phối thu về cũng cả trăm triệu anh ạ. Tiền phối không ấy. Ở đây gần các khu vực thành phố á. Đâm ra các chó nhỏ như Kogi, Poodle, cẩn thận đấy nhá. Rồi búp, tất cả những dòng chó nhỏ người ta gửi về đây phối rất nhiều. Ngày nào cũng 2-3 kèo phối. Ngày cứ kiếm 4-5 triệu lại đều luôn, đều như vắt chanh. Như dòng này thì nhận phối 3 triệu này. Đấy, dòng kia nhận phối 1 triệu rưỡi. Tức là sáng giờ là 3 con phối rồi này. 3 con phối là thấy tiền không rồi. Đây phát triển, tốc độ phát triển rất tốt nha bà con. Không ngờ anh em làm tốt đến thế luôn đấy. Bữa trước đến quay đâu có đẹp như thế này đâu, bây giờ quay đến quay rất đẹp. Còn đang xây dựng thêm nữa đây. Chủ chúng ta đang xây dựng thêm nơi anh em tụ họp ăn nhậu và nơi tiếp khách.